Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 391 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Thanh Liên Tiên Tôn xuất hiện, tóc đen xõa tung, hắn quát lớn. Uy lực của Hồng Mông Thanh Liên tăng vọt, vô số cánh hoa trồng chất nở rộ, cánh hoa tàn, thu các xúc tu biến thành tịch diệt kiếp vào bên trong. Mặc kệ tịch diệt kiếp dâng lên cỡ nào cũng không thoát khỏi hoa sen trói buộc được. Cánh hoa đầy trời rụt về, đáp xuống Hồng Mông Thanh Liên. Các xúc tu biến thành tịch diệt kiếp bị trấn áp trong Hồng Mông Thanh Liên, bắt đầu luyện hóa, diễn biến làm tịch diệt tiên đạo. Những bàn tay to chụp tới, màn sáng bị xé rách, bàn tay chụp thế giới thụ kéo ra ngoài. Thanh Liên Tiên Tôn vận chuyển Hồng Mông Thanh Liên cũng chỉ đánh mấy bàn tay ra chóc thịt bong chứ không chặt đứt chúng nó được. Lúc này, uy lực của thế giới thụ bộc phát, cành lá bay múa, đánh bật các bàn tay, cùng Thanh Liên Tiên Tôn đối kháng chúng nó. Cũng cùng lúc đó, Nguyên Thủy Đại La Thiên rung lắc, uy lực khủng bố bộc phát, đẩy lùi các bàn tay. Giang Nam, Đế Lân cùng cảm ứng pháp bảo, linh bảo của mình bị công kích, từ xa thúc giục thế giới thụ cùng Nguyên Thủy Đại La Thiên. Những bàn tay vẫn công kích không bỏ, làm thế giới thụ Đại La Thiên vất vả ứng đối, không rảnh trợ giúp Giang Nam cùng Đế Lân trong tịch diệt kiếp ma giới. Thanh Liên Tiên Tôn thở dài nói: những xúc tu này, bàn tay này chứa đại đạo tịch diệt tối cao, rốt cuộc đến từ đâu đấy? Thanh Liên Tiên Tôn nhìn chằm chằm, thấy trong tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới, Giang Nam và Đế Lân đối diện với vật khổng lồ. Thanh Liên Tiên Tôn hút ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: tịch diệt đạo nhân sao? Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng thấy cảnh tượng đó, lòng thầm hoảng sợ. Tịch diệt kiếp cuối cùng, lần này e rằng không ai sống sót được, ta chết chắc rồi, oan gia nhà ta cũng sẽ tiêu đời. Trong tịch diệt kiếp ma giới, biểu tình của Đế Lân trầm trọng nhìn về đằng trước. Tịch diệt đạo nhân nằm sát đất, hai tay hai chân chống đỡ thân thể cao lớn, lưng nổ bùm bùm, các bàn tay xúc tu chui ra đâm vào hư không, công kích Nguyên Thủy Đại La Thiên cùng thế giới thụ. Tịch diệt đạo nhân bây giờ làm gì còn bộ dáng nho nhã của ngày xưa nữa. Tịch diệt đạo nhân trước kia tuy rất tà ác, thế nhưng là mỹ nam tử hiếm thấy, nho nhã lễ độ, có ăn thịt người cũng sẽ lau miệng. Tịch diệt đạo nhân ngẫu nhiên nói đùa vài câu. Bây giờ tịch diệt đạo nhân trông như một con tịch diệt cự thú. Tịch diệt thú bị đại đạo tịch diệt điều khiển. Trận chiến này rất khó đấy. Tịch diệt đạo nhân nhảy lên lao hướng hai người. Giang Nam cùng Đế Lân liên tục tách ra. Tịch diệt đạo nhân nhào vào phía Giang Nam vì cho rằng hắn có sức uy hiếp tịch diệt kiếp lớn hơn. Ngay khi tịch diệt đạo nhân lao vào Giang Nam thì một tia tịch diệt linh quang như một cái đuôi chém vào cổ Đế Lân, giống như chỉ mảnh treo chuông lướt qua cần cổ. Tuy tịch diệt linh quang không quét trúng Đế Lân, thế nhưng hơi thở xẹt qua, gã cảm thấy cổ nóng gian, một vết máu bay ra biến thành linh quang tan biến. Lên! Khánh Vân biến đổi thành cái chuông lớn, gióng hồi chuông đứt tai, chấn nát cái đuôi của tịch diệt đạo nhân. Phần đuôi bị đứt lại chui ra một cái đầu, rồi cổ, rồi bả vai, cánh tay. Tiếp đó là nửa người trên của tịch diệt đạo nhân. Bàn tay vỗ mạnh, Khánh Vân biến thành chuông to bị vỗ tan, lại biến về đóa Khánh Vân. Cơ mắt Đế Lân co giật. Sao? Cái tên này... Tịch diệt đạo nhân nằm sát đất, hai cái đầu, hai thân thể nối liền, một trước một sau, dùng chung hai chân cùng công kích Đế Lân và Giang Nam. Tịch diệt đạo nhân bây giờ càng khó gặm hơn trước. Tịch diệt đạo nhân này mỗi lần chịu thiệt sẽ rút ra kinh nghiệm, thay đổi sách lược, cải tạo thân thể, đến khi nào xử lý được Giang Nam cùng Đế Lân thì thôi. Ở phía đối diện, Giang Nam đỡ đòn công kích từ tịch diệt đạo nhân. Nguyên Thủy Đại La Thiên ấn bay ra, hai tay Giang Nam vỗ vào đầu tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt linh quang vỡ vụn bay tứ tán. Giang Nam há mồm hút, tịch diệt linh quang vỡ nát bị hút vào cơ thể hắn. Tiên Thiên Lô Bồng bị lực phản chấn nổ nát liên tục,
May mắn Lô Bồng chịu lực phản kích nên Giang Nam không bị thương nặng. Phần mông nối hai tịch diệt đạo nhân đột nhiên cơ bắp mấp máy biến thành tịch diệt ma trống vỗ thùng thùng, làm cho Giang Nam bị chấn động khí huyết cuồn cuộn. Tịch diệt đạo nhân thừa dịp hùa cánh tay đánh vào tiên thiên Lô Bồng. Cùng lúc đó, Đế Lân bị tiếng trống tấn công. Đế Lân khẽ rên lên, Khánh Vân bay về đỉnh đầu. Khánh Vân xoay vòng kêu đinh đang, anh lạc như giọt sương chảy xuống chống lại ma âm. Ở bên này, tịch diệt đạo nhân điên cuồng công kích Đế Lân, gã liên tục thụt lùi. Thiên tôn là tồn tại cường đại nhất từ xưa đến nay, nhưng hai thiên tôn hợp tác vậy mà bị đánh lùi, không chiếm ưu thế chút nào. Tịch diệt đạo nhân là sinh vật tịch diệt đáng sợ nhất trước giờ chưa từng có. Nhưng hai tịch diệt đạo nhân cùng đối phó hai thiên tôn là Giang Nam cùng Đế Lân lại chia một phần sức mạnh, chấn áp thế giới thụ cùng nguyên thủy đại la thiên, làm yếu đi thực lực, không thể giết được hai người. Dù vậy, tịch diệt đạo nhân cũng cực kỳ lợi hại. Bây giờ tịch diệt đạo nhân không chỉ đối kháng với Giang Nam, Đế Lân, mà còn có hơn 40 đạo quân, đạo tôn trên nguyên thủy đại la thiên cùng nguyên mẫu thiên tôn. Bên thế giới thụ thì có thanh niên thiên tôn, các đạo quân đạo tôn môn hạ. Một người đối kháng với nhiều tồn tại như thế vẫn chiếm ưu thế. Tịch diệt kiếp ma giới chế tạo ra tịch diệt đạo nhân quá cường đại. Nếu là tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chín muồi thì không thể tưởng tượng nổi. Tịch diệt kiếp ma giới vẫn đang khuếch trương, xâm chiếm nhiều thời không, lớn mạnh kiếp uy. Thường có các tịch diệt linh quang bay tới, dung nhập vào cơ thể tịch diệt đạo nhân, thực lực tăng theo cấp số nhân. Giang Nam và Đế Lân chống đỡ càng vất vả hơn trước. Đám người thanh liên tiên tôn, nguyên mẫu thiên tôn chỉ đỡ tịch diệt đạo nhân công kích từ xa, không mấy khó khăn, thậm chí còn dư sức. Giang Nam và Đế Lân đối diện với tịch diệt đạo nhân chịu áp lực lớn lao mà đám người thanh liên tiên tôn không thể tưởng tượng nổi. Không thể để cho tịch diệt tiếp tục biến mạnh như vậy được, cứ như thế này thì chết chắc rồi. Vù 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 vù. Giang Nam há to mồm, thoáng chốc trong tịch diệt kiếp như xuất hiện một cái lỗ đen hút tịch diệt linh quang trong phạm vi ước vạn dặm vào bụng. Đế Lân giật nảy mình, cho rằng Giang Nam bị hơi thở tịch diệt xâm nhiễm biến thành tịch diệt đạo nhân thứ hai. Giang Nam khép miệng lại, thấy Giang Nam vẫn bình thường thì Đế Lân mới yên lòng. Nguyên thủy tiên đạo không phải nguyên thủy đại đạo hoàn chỉnh, là Giang Nam kết hợp đặc tính tiên đạo sáng tạo ra một đại đạo. Trên danh nghĩa là một đại đạo, thế nhưng ẩn chứa toàn diện, tương tự như muôn vàn đại đạo quay về hỗn độn của đạo không thiên tôn, muôn vàn đại đạo quay về hồng mông của thanh liên tiên tôn, hay muôn vàn đại đạo quay về nguyên thần của Đế Lân. Có thể nói nguyên thủy tiên đạo không thua kém gì mấy đại đạo hỗn độn, hồng mông hay nguyên thần. Nguyên thủy tiên đạo của Giang Nam không đến thành tựu như bọn họ là vì bị hạn chế cảnh giới, chưa tu luyện đến trình độ đại viên mãn đạo quân, không đi con đường lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo nên có khuyết điểm. Giang Nam cùng Đế Lân quay quanh tịch diệt đạo nhân đánh xa lân chiến, liên tục công kích và liên tiếp bị đẩy lùi. Giang Nam mấy lần há miệng liều mạng nuốt tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, ngăn cản tịch diệt đạo nhân càng mạnh hơn nữa. Dù nguyên thủy đại đạo rất thần diệu, nhưng Giang Nam không kịp luyện hóa tịch diệt kiếp cùng tịch diệt linh quang nên tích lũy càng ngày càng nhiều bên trong cơ thể. Giang Nam biến thành sao quả tạ, các xui xẻo tràn ra ngoài, có xu hướng tiên nhân ngũ suy. Đế Lân nhìn mà tim đập chân run, thầm nghĩ nguy hiểm. Nguyên thủy thiên tôn nuốt vào nhiều tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang như vậy, không biết có khi nào bị đại đạo tịch diệt đồng hóa thành tịch diệt đạo nhân hay không. Nguyên thủy thiên tôn thật là liều mạng. Giang Nam nuốt tịch diệt kiếp cùng tịch diệt linh quang đúng là đã đến cực hạn. Mặc dù nguyên thủy đại đạo bao dung hết thảy, bao dung vạn đạo, thế nhưng tu vi của Giang Nam chưa đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Giang Nam muốn luyện hóa mấy tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang này cần có thời gian. Tịch diệt đạo nhân sẽ không cho Giang Nam có cơ hội đó. Dù Đế Lân có lập trường khác với Giang Nam, thấy hắn liều mạng muốn chấn áp kiếp số này, cố gắng xoay chuyển thì rất khâm phục hắn làm liều tới cùng. Tịch diệt đạo nhân công kích cả hai, có 6 phần thực lực đè lên vai Giang Nam, 4 phần thực lực dồn vào Đế Lân. Trong thiên tôn không ai phục ai, thì nhưng Đế Lân hơi nể Giang Nam. Thực lực của nguyên thủy thiên tôn đã vượt qua ta một bậc. Hắn không đi đường chứng đạo mà là con đường kỳ diệu khác kia, không lấy thân chứng đạo, không lấy đạo chứng đạo, vậy mà có thành tựu kinh người như vậy. Nguyên thủy đại đạo thật lợi hại.
Tịch Diệt đạo nhân dồn bốn phần thực lực vào Đế Lân, gã phải gánh áp lực rất lớn, tùy thời sẽ nguy hiểm đến mạng sống. Theo thời gian chiến đấu ngày càng dài, Đế Lân tham ngộ Nguyên Thủy Tiên Đạo càng sâu sắc hơn. Đế Lân dần thử trấn áp, luyện hóa Tịch Diệt linh quang vọt tới. Đế Lân lấy thần chứng đạo, tham ngộ Tịch Diệt tiên đạo không sâu, không đến đẳng cấp như Thanh Liên Tiên Tôn. Nhưng Đế Lân càng tham ngộ Nguyên Thủy Tiên Đạo của Giang Nam thì lĩnh ngộ Tịch Diệt tiên đạo cũng càng sâu sắc hơn. Không chỉ thế, Nguyên Thủy Tiên Đạo của Giang Nam chứa hiểu biết tối cao trong Nguyên Thủy Đại Đạo. Cái gọi là thông một đạo thì thông vạn đạo, làm Đế Lân lĩnh ngộ tăng mảng lớn. Từ điểm này thấy được Nguyên Thủy Đại Đạo thật sự sâu sắc cỡ nào, uyên bác biết mấy. Nguyên Thủy Tiên Đạo chứa nhiều biến đổi như thế, thật khó tưởng tượng. Nguyên Thủy Đại Đạo thật sự sâu không lường được đến đâu. Có Đế Lân phụ giúp hấp thu Tịch Diệt kiếp cùng Tịch Diệt linh quang, Giang Nam giảm bớt nhiều áp lực. Giang Nam bắt đầu tranh thủ luyện hóa Tịch Diệt kiếp cùng Tịch Diệt linh quang trong cơ thể. Hai người vừa đối kháng với Tịch Diệt đạo nhân, vừa luyện hóa Tịch Diệt kiếp, Tịch Diệt linh quang, rất nguy hiểm. Giang Nam, Đế Lân ba phen bốn lượt suýt bị Tịch Diệt đạo nhân giết chết, toàn dựa vào sức mạnh bản thân và tài ứng biến trốn thoát các sát kiếp. Đây là nhờ Giang Nam, Đế Lân hấp thu Tịch Diệt kiếp cùng Tịch Diệt linh quang, khiến Tịch Diệt đạo nhân không thể tiếp tục trưởng thành. Thực lực Tịch Diệt đạo nhân bị cố định trình độ hiện tại. Nếu để mặc cho Tịch Diệt đạo nhân trưởng thành thì Giang Nam, Nguyên Thủy Đại La Thiên sẽ giữ nhiều lành ít. Trận chiến này kéo dài mấy trăm năm không có dấu hiệu chấm dứt. Tu vi thực lực của Giang Nam cùng Đế Lân tiến bộ khá nhiều, thế nhưng bó tay trước Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt đạo nhân tùy thời thay đổi cách tấn công, làm người ta khó có thể đề phòng. Nguyên Thủy Đại La Thiên cùng Thế Giới Thụ luôn bị Tịch Diệt đạo nhân công kích, không rảnh cứu viện Giang Nam cùng Đế Lân. Lần này đến lượt Đế Lân sao quả tạ, kiếp số quấn thân, thiên nhân ngũ suy bao phủ khắp người. Số xui xẻo biến thành thực chất, ông ngục tuôn ra khỏi người Đế Lân, biến thành các áng mây đen che kín người. Giang Nam đã luyện hóa mây xui, hơi thở thiên nhân ngũ suy phần mình tiêu hóa Tịch Diệt kiếp linh quang trong cơ thể. Giang Nam gánh vác hơn một nửa công kích của Tịch Diệt đạo nhân để cho Đế Lân có thời gian luyện hóa. Bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, bên dưới Thế Giới Thụ, các đạo quân đạo tôn vận chuyển hai dị bảo đối kháng với các xúc tu cùng bàn tay của Tịch Diệt đạo nhân. Đám người mệt nán thở, mỗi người được rèn luyện tôi luyện rất lớn. Bởi vì Giang Nam cùng Đế Lân chịu đựng công kích càng lúc càng mạnh, gánh vác công kích hướng về Nguyên Thủy Đại La Thiên cùng Thế Giới Thụ cũng giảm dần. Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn không vận chuyển pháp bảo của mình nữa mà tự bế quan tu luyện. Hạo kiếp sắp tới, đạo quân điện không thể luôn chặn sóng kiếp thời đại nguyên đạo, nguyên khởi nguyên thiên. Đạo quân điện sẽ bị ba kiếp nạn này tiêu trừ. Tịch Diệt kiếp cuối cùng giáng lâm, Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn không dám lơ là, chỉ có thể cần cù mà khổ tu. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn đã ẩn cư, Vô Cực Đạo Trác treo cao hình thành thánh địa che chở cho thiên quân, đạo tôn ra từ đạo quân điện. Lại qua mấy ngàn năm, chiến đấu trong Tịch Diệt kiếp ma giới chưa kết thúc, thế nhưng Tịch Diệt kiếp không lan tràn nữa. Giang Nam cùng Đế Lân đại chiến với Tịch Diệt đạo nhân, hai người nuốt Tịch Diệt kiếp cùng Tịch Diệt linh quang, khiến Tịch Diệt kiếp ma giới không thể quyết chương mãi. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, Giang Nam và Đế Lân không cách nào luôn khắc chế Tịch Diệt kiếp cùng Tịch Diệt đạo nhân được. Mấy trăm vạn năm chậm rãi trôi qua, nhìn chung tiên giới đã bình yên vô sự. Đại lục tiên giới dần sụp đổ, các tiên châu tan rã, phân giải thành tinh cầu. Các chủng tộc tiên giới phồn vinh, hưng thịnh bây giờ lưu lạc đến các tinh cầu sinh sản, tiên nhân cũng lưu lạc vào đó. Thực lực của tiên nhân yếu hơn trước khi kiếp số đến rất nhiều, không có thủ đoạn khai sáng thời không vũ trụ loại nhỏ như trước nữa. Thời đại tiên đạo rơi vào tụt dốc, đại lục tiên giới tan vỡ, hình thành ra các tinh cầu. Thời gian cũng chảy nhanh, tuổi thọ phàm nhân từ 3.000 tuổi biến thành 800, tiên nhân từ tuổi thọ vô tận biến thành có hạn. Chỉ có 3 thánh địa còn giữ lại bộ dạng thời đại tiên đạo hưng thịnh nhất, không bị Tịch Diệt kiếp ảnh hưởng. Tinh cầu phàm nhân qua 1 năm, 3 thánh địa mới qua 1 ngày. Dù vậy, phàm nhân hay các sinh linh thời đại tiên đạo vẫn sinh sản đông đúc, các đời lưu truyền. Trong thánh địa, các tồn tại cực kỳ cổ xưa đứng trong 3 thánh cảnh quan sát chuyện đời thay đổi. Mấy trăm vạn năm trôi qua, bọn họ chứng kiến biển hóa bể dâu, vô số thế sự hưng suy.
tiên nhân lưu lạc đến mấy tinh cầu, có một số bắt đầu già nua, có một số đã hấp hối. Mấy ngàn vạn năm qua đi, tuổi thọ phàm nhân từ 800 tuổi rớt xuống còn 300, nhưng vẫn sinh sản, sinh sôi nảy nở. Các chủng tộc sinh sản phát triển nhiều văn minh kỳ lạ, tu tiên vẫn là dòng chính, tiên nhân cũng thường lộ ra dấu vết ở trên đời. Lại qua ức năm, tuổi thọ phàm nhân từ 300 tuổi còn 100. Trên các tinh cầu, tiên nhân gần như vắng bóng. Về tiên chỉ để lại truyền thuyết, thần thoại và xa xưa. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh nhờ vào ngoại vật thăm dò vũ trụ mênh mông, thế nhưng rất khó ra khỏi các tinh cầu nhỏ. Bọn họ thăm dò vũ trụ chỉ nằm vào trong một khối nhỏ đại lục tiên giới, vỡ ra biến thành trời sao vũ trụ. Tuổi thọ con người đối với tiên nhân ba thánh địa hít thở một hơi đã là sinh sản 3-4 đời. Trong tiên giới còn một số thánh địa nhỏ rải rác, một số tiên nhân không thuộc về ba thánh địa, do tiên vương, tiên quân, thiên quân luyện thành, tụ tập tiên linh khí, nguyên thủy chi khí cực kỳ đậm đặc, thành chỗ dừng chân cuối cùng. Nhưng bọn họ bị hơi thở thiên nhân ngũ suy càng ngày càng đậm đặc tiêu trừ, yếu hơn trước rất nhiều. Nguyên vũ trụ dần hoang vắng, tiêu điều. Tiên nhân tu sĩ thống nhất vũ trụ càn khôn đã là quá khứ, huy hoàng dĩ vãng. Hiện giờ chỉ còn lại điêu linh. Từng có các đại giáo, thánh địa, thánh cảnh, chư thiên, tất cả sớm đã mục nát. Tiên thành tiên phủ chỉ còn lại các cổng rách nát. Lâu thuyền hạm tàu lớn tớ lui cũng biến mất. Đối với người bình thường, văn minh của bọn họ vẫn thịnh vượng phát đạt. Với tiên nhân còn sống, nguyên vũ trụ đã rơi vào tử vong điêu linh. Trước mắt chưa chết hẳn, vì đạo quân điện ở thời không quá khứ ngăn cản sóng kiếp ma thời đại. Vì có hai tồn tại vĩ đại, nguyên thủy thiên tôn, đế lân chấn áp tịch diệt kiếp ma giới, cố gắng hóa giải kiếp số. 8 ức năm trôi qua, phàm nhân sinh tồn trong các vũ trụ lại nhỏ xíu xiu, không biết qua bao nhiêu ức năm. Các vũ trụ cũng lần lượt sụp đổ, tịch diệt rồi biến thành hư vô. Đa số tiên vương diệt tuyệt thành mấy cái xác lạnh băng trôi nổi trong thời không. Tiên quân cũng gầy yếu, chỉ có thiên quân còn chống đỡ được. Vũ trụ tiên đạo như một lão nhân già nua, tùy thời sẽ tắt thở. Thật lâu sau, một thiên quân tóc bạc phơ không kiềm chế được nữa, bay ra khỏi thánh địa của mình. Lão nhân bay trong vũ trụ tiên giới trống trải, giọng khàn khàn kêu gào: "Có người ở đây không? Có đạo hữu nào còn sống không?" Lão nhân bay ngả nghiêng trong vũ trụ hoang vắng, tóc trắng phập phềnh kéo dài mấy ước dặm. "Đạo hữu trước kia, các ngươi còn sống hay sao? Cổn vương, các ngươi cũng tịch diệt rồi hay sao?" Lão nhân đi vào một tòa thánh địa, dương mắt nhìn một mảnh hoang vắng. Các mộ bia đã mục nát, mộ bia nối liền một dãy, khắp nơi là mộ chôn tiên nhân. Làm ơn còn sống, làm ơn đừng chỉ còn lại mình ta." Thiên quân giả nua kia khóc ròng, gào thét bay ra khỏi khu mộ. Dọc đường đi, thiên quân giả nua kia nhìn ngôi mộ, các đạo hữu của mình. Nguyên vũ trụ tiên đạo dường như chẳng còn chút sự sống, phồn vinh hưng thịnh như giấc mơ chưa hè. "Làm ơn, đừng chỉ còn lại một mình ta như vậy." Thiên quân bay qua các đế quốc cổ xưa, qua các đạo tràng đạo quân, mọi nơi trống rỗng, không thấy dấu hiệu của sự sống. "Đừng bỏ lại ta." Phương xa ánh sáng rực rỡ, một con khổng tước khổng lồ giương cánh bay qua, cổ cột dây xích. Lại một con gấu bay tới, cổ cũng cột xích. Có con phượng chín đầu, thánh long chín đầu, các tiên thiên địa yêu siêu cường đại bay tới. Lão thiên quân tăng thương ngước đầu lên nhìn, các cự thú kéo một chiếc bảo liễn chạy trong trời sao, trông chúng nó dường như không bị tịch diệt xâm nhập, vẫn rất cường đại. Trong xe chuyển ra giọng nói dịu dàng: "Khổng thánh, phi hùng, dừng xe lại. Hiếm khi có đạo hữu sống sót như vậy." Một vị nữ đế bước ra khỏi xe, thương hại nhìn thiên quân giả nua kia, dịu giọng nói: "Vũ trụ hoang vắng, hiếm thấy người còn sống sót. Đạo hữu à, lên xe đi. Ngươi là người duy nhất còn sống trong mấy ngàn năm chúng ta tìm kiếm. Hãy đi theo chúng ta, trên Đại La Thiên không tai không kiếp gì cả." Lão thiên quân ngơ ngẩn nhìn chiếc bảo liễn và nữ đế, người run run quỳ rạp: "Bệ hạ." Lão thiên quân leo lên đại lộ bảo liễn. Trong xe, nguyên thủy chi khí mông lung thấm vào thân thể, thấm vào đạo quả, pháp lực, nguyên thần, chữa trị vết thương bị tịch diệt xâm thực. Vân Liên nữ đế ra lệnh:
Khổng Thánh, quay về đi. Ở bên ngoài xe, con Khổng Tước lên tiếng hỏi: Bệ hạ, không tìm kiếm nữa sao? Không cần, chúng ta rời khỏi Đại La Thiên đã lâu, cứ tiếp tục tìm kiếm sẽ bị tịch diệt ăn mòn. Vân Liên nữ đế buồn bã nói: Hắn đã là người sống duy nhất chúng ta tìm được mấy ngàn năm nay rồi. Đại lộ Bảo Liễn bay vào Đại La Thiên. Nguyên thủy Đại La Thiên rộng lớn vô ngần, tự thành một giới, có đạo diệu đặc biệt của mình ngăn chặn hơi thở tịch diệt kiếp xâm nhập. Tại đây có bộ lạc người bình thường, có đế quốc, một tòa bảo tháp 33 trọng thiên, trong đó có vô số sinh linh sinh sản, chỉ cần sinh ra một chút hơi thở tịch diệt là sẽ bị Đại La Thiên luyện hóa, không thể bị thương bất cứ sinh linh nào trong đấy. Thiên địa này tinh thuần trắng trong, so với tiên giới đã chìm trong tiêu điều thì nơi này là cực lạc. Sa Môn Đại Giáo chuyển tổng đàn vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đời bây giờ không cho phép của hạnh giáo chủ do dự nữa, nếu không ỷ lại Đại La Thiên thì bản thân gã cũng khó thoát khỏi chết được. Vân Liên nữ đế mới dừng đại lộ Bảo Liễn xong, lòng bỗng máy động, ngước lên nhìn một tòa thiên môn bay tới. Thiên môn đóng kín, khi bay vào Đại La Thiên mới mở cửa ra. Giang Tuyết Tình cũng bước ra khỏi cánh cửa. Vân Liên nữ đế chạy lên hỏi: Tỷ tỷ ra ngoài mấy ngàn năm có tìm được người nào không? Giang Tuyết Tình lắc đầu nói: Ta không tìm được đạo quân đạo tôn sống sót, chỉ tìm được một ít phù du sớm nở tối tàn. Vân Liên nữ đế thở dài: Phù du sáng sinh ra tối chết đi, chỉ có sinh linh nhanh chóng sinh sản mới sống tiếp trong thời đại hơi thở tịch diệt đậm đặc này được. Nếu thiên nhân ngũ suy càng thêm nghiêm trọng thì những sinh linh phù du cũng không sống nổi. Tiếp theo lại có mấy pháp bảo phòng ngự hàng nặng, hoặc lâu hoặc thiền hoặc tháp hoặc bánh xe bay trên trời đáp xuống Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đám đạo tôn như Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế, Khổ Hạnh Giáo Chủ đi ra khỏi pháp bảo. Bọn họ cùng Vân Liên Nữ Đế đi ra ngoài tìm người, mỗi người đi một hướng, giờ tập trung lại. Vân Liên Nữ Đế hỏi han, đám người cùng lắc đầu, trả pháp bảo lại cho Đại La Thiên. Những pháp bảo này không phải bọn họ tự luyện chế mà mượn từ Nguyên Thủy Đại La Thiên. Khổ Hạnh Giáo Chủ nói: Kiếp số này quá hùng mãnh, tịch diệt kiếp chưa bộc phát thì sinh linh thời đại tiên đạo đã chết sạch rồi. Kiếp số như thế xưa nay thật hiếm thấy. Vạn Chú Đạo Quân gật đầu nói: Khi tịch diệt kiếp thời đại chú đạo bùng nổ thì hơn một nửa sinh linh còn sống, sau này chết vào tay tịch diệt đạo nhân, đầu dữ dội như bây giờ đây. Tịch diệt kiếp chưa bùng phát thì người đã chết hết rồi. Mọi người gật gù, lòng thầm than thở. Tịch diệt kiếp chưa bộc phát, chỉ còn lại ba thánh địa có người sống, sinh linh khác đã chết sạch, chỉ còn lại phù du. Nếu không có Đại La Thiên che chở thì đạo quân đạo tôn chúng ta cũng sẽ tuyệt vọng. Chỉ có người sống trong ba thánh địa thôi. Hiện giờ đã qua 8 ức năm từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn Đế Lân đi chấn áp tịch diệt đạo nhân. Trong 8 ức năm nay, những bàn tay to và xúc tu lúc trước xuyên qua hư không định bắt giữ Đại La Thiên, nhưng đến một ức năm sau thì chúng nó đều rút về cả. Chiến đấu trong tịch diệt kiếp ma giới vẫn không ngừng, kéo dài đến hơn 7 ức năm trước. Giang Nam đã đại viên mãn đạo quân, chiến đấu dừng lại, tịch diệt đạo nhân bị Giang Nam và Đế Lân chấn áp, thế nhưng hai người mãi chưa trở về. Hai vị thiên tôn vẫn bận rộn chấn áp tịch diệt kiếp, cộng thêm tịch diệt kiếp sáng tạo ra tịch diệt đạo nhân rất kiêu dũng. Mặc dù là Giang Nam Đế Lân tiến bộ nhiều, thế nhưng rất vất vả chấn áp tịch diệt đạo nhân, luyện hóa gã lại càng khó khăn hơn. Cuộc chấn áp luyện hóa qua đi 7 ức năm. Chuyện đời khó đoán, hưng vong khó biết trước được. Hai thiên tôn mỉm cười nói: Đến nay thời đại tiên đạo đã rách nát đến không có hình dáng, hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 10 ức năm thôi. Không bao lâu sau sẽ đến tịch diệt kiếp thời đại cổ thần bùng nổ. Đến cùng với tịch diệt kiếp thời đại cổ thần là tịch diệt kiếp Thái Nhất. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế và hỗn độn cổ thần may mắn sống sót, cần nhờ Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Tiên Tôn trấn áp giúp. Trong tịch diệt kiếp ma giới, Giang Nam và Đế Lân ngồi xếp bằng, chính giữa hai người là tịch diệt đạo nhân đã bị trấn áp hơn 7 ức năm. Rốt cuộc Giang Nam cùng Đế Lân đã hoàn toàn luyện hóa tịch diệt đạo nhân. Hiện giờ Giang Nam đã là đại viên mãn đạo quân, mỗi ngày tu vi mạnh mẽ hơn, sâu không lường được.
tịch diệt kiếp ma giới, tịch diệt đạo nhân là linh đan khổng lồ cho Giang Nam. Tu vi của Đế Lân cũng càng thâm sâu, có xu hướng đặt chân đến tận cùng đại đạo. Rốt cuộc cũng luyện hóa hắn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ma giới tịch diệt kiếp không thể sinh ra một tịch diệt đạo nhân khác được. Tịch diệt đạo nhân bị hai tiên tôn luyện hóa sạch sẽ. Giang Nam đứng lên nhìn xung quanh, kiếp vận mênh mông vẫn rất kinh người, kiếp uy thì không còn kịch liệt nữa. Giang Nam nói: "Bệ hạ, hôm nào chúng ta gặp lại, e rằng sẽ biến thành kẻ thù." Đế Lân đứng dậy, thở dài gật đầu: "Ta thật sự không muốn đối địch với thiên tôn, thế nhưng tương lai muốn độ qua đại kiếp nạn thì phải tiêu diệt hết thiên tôn, đạo quân, đạo tôn, giảm uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức thấp nhất để có một cơ hội sống. Ngươi và ta nhất định phải quyết đấu thôi." Giang Nam gật đầu quay đi nói: "Hy vọng bệ hạ sớm ngày thành tựu tận cùng đại đạo, xuất hiện trong tịch diệt kiếp cuối cùng, không chỉ có ta và Nguyên Mẫu, Vô Cực và Đạo Không, còn có tịch diệt đạo nhân đặt chân đến tận cùng đại đạo tịch diệt." "Sao? Tịch diệt đạo nhân đặt chân đến tận cùng đại đạo tịch diệt sao?" Đế Lân dùng mình nhìn Giang Nam khuất xa, thở dài thườn thượt. Đế Lân cất bước đi xa. "Nguyên Thủy Thiên Tôn quá khủng bố, bây giờ ta đã gần đến tận cùng đại đạo, nhưng vẫn yếu hơn hắn rất nhiều." Hơn 8 ức năm nay, Đế Lân luôn cùng Giang Nam chiến đấu với tịch diệt đạo nhân rồi luyện hóa gã. Đế Lân biết rõ Giang Nam đáng sợ cỡ nào. 7 ức năm trước, khi Giang Nam tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân, một hơi chấn áp tịch diệt đạo nhân, tốc độ Giang Nam luyện hóa tịch diệt đạo nhân nhanh hơn Đế Lân rất nhiều. Hơn một nửa linh quang tạo ra tịch diệt đạo nhân đều bị Giang Nam hấp thu tiêu hóa. Giang Nam bây giờ thực lực bao trùm trên các thiên tôn khác: Thanh Liên Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn. Trong thời gian này tăng mạnh thực lực, thế nhưng tuyệt đối không sánh bằng Giang Nam được. Giang Nam đã trở thành thiên tôn cường đại nhất. Đế Lân lắc đầu nói: "Sau khi ta tu thành tận cùng đại đạo, chắc có thể chiến thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng tận cùng đại đạo tịch diệt đạo nhân thì..." Đế Lân thấy rất nhức đầu. Trên Đại La Thiên, Giang Nam trở về, mọi người trong Nguyên Thủy Đại La Thiên gieo hò nhảy nhót. Trong thời gian Giang Nam vắng mặt này, tuy có Nguyên Mẫu Thiên Tôn tọa chấn, nhưng bọn họ sống phập phồng lo sợ, rất sợ đám người Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn sẽ tấn công Đại La Thiên. Nếu Vô Cực và Đạo Không đến, một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn sợ là không ngăn cản được, sẽ nuốt hận mà thu tràng kết thúc. May mắn Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn bận bế quan, mấy năm nay không có động tĩnh gì. Giang Nam khai đàn giảng pháp lâu đến mấy ức năm. Có một ngày Giang Nam ngừng giảng, hắn đứng dậy trông về phía xa, thánh địa Vô Cực Đạo Trác xây dựng. Tịch diệt kiếp hỗn độn của thần bộc phát, giờ phút này Vô Cực Đạo Trác rung lên bần bật, kiếp số xuất hiện trong thánh địa. Các hỗn độn của thần, dù là thiên quân hay đạo quân, đạo tôn, thậm chí Đạo Không Thiên Tôn cũng bị tịch diệt kiếp bao phủ. May mắn Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn đã chuẩn bị từ trước. Vô Cực Thiên Tôn vận chuyển Vô Cực Đạo Trác, Đạo Không Thiên Tôn dùng thân thể siêu cường đại của mình chấn áp tịch diệt kiếp, không ai bị thương. Tịch diệt kiếp của thần bị đuổi ra khỏi Vô Cực Đạo Trác. Tịch diệt kiếp đó mới ra khỏi không gian đạo trác, liền dung nhập vào thiên địa thời đại tiên đạo, không ngừng dâng lên. Nơi tịch diệt kiếp đi qua, trời sụp đất nứt, trời sao bị hủy diệt. Ngày hôm nay tịch diệt kiếp Thái Nhất Đạo Tôn cũng bùng nổ. Đế và Tôn tự mình ra tay chấn áp, luyện hóa tịch diệt kiếp. Nhưng Thái Nhất Đạo Tôn chưa chết, tịch diệt kiếp bị luyện hóa rồi lại tự sinh ra vô cùng vô tận. Đế và Tôn bất đắc dĩ đành đuổi tịch diệt kiếp ra khỏi thánh địa. Hai tịch diệt kiếp dung nhập vào thời không tiên giới, làm thời không mục nát. Hư không thời đại tiên đạo dần trở nên yếu ớt hơn, mục ruỗng hơn. Thời gian trôi qua, tốc độ thời gian chảy trong vũ trụ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Ba thánh địa là Vô Cực Đạo Trác, Thế Giới Thụ Hồng Mông Thanh Liên, thậm chí Nguyên Thủy Đại La Thiên cũng không kiềm chế thời gian chảy nhanh được. Hôm nay hơi thở tịch diệt kiếp đã bắt đầu xâm nhập ba thánh địa. Trừ Vô Cực Đạo Trác ra, hai thánh địa khác có khá nhiều tiên nhân, bọn họ cảm nhận được tuổi thọ của mình đã có cuối. Trong thánh địa, tuổi thọ người bình thường chậm rãi giảm dần. Vạn Vật Đạo Tổ nhíu mày nói:
Thời gian trôi nhanh là bởi vì thời không thời đại tiên đạo đã sụp đổ. Ngày hôm trước đến bây giờ có lẽ là một năm, có lẽ không lâu sau tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cũng sẽ xuất hiện thôi. Trên nguyên thủy Đại La Thiên, các đạo quân, thiên quân nhìn hướng vũ trụ tiên giới. Tịch diệt kiếp quang huyễn lệ bắt đầu xuất hiện. Có kiếp quang sáng chói như ức vạn mặt trời, có tịch diệt kiếp quang dài đến đáng sợ, dài hơn bất cứ tinh hệ nào. Vạn vật đạo tổ lạnh lùng cười nói: vô lượng sát kiếp cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Bà thánh địa, không biết ai là người cười cuối cùng đây. Mọi người nghe tim rất kế bịch. Vô lượng sát kiếp cuối cùng ư? Lần này không phải chuyện nhỏ, là sắp mở ra trận giết chóc cuối cùng, tranh thủ đường sống cho chính mình. Linh Lung đạo quân nhỏ giọng nói: ta ngửi được mùi máu. Mắt Giang Nam lóe tia sáng, lướt qua từng khuôn mặt đạo quân, trầm giọng nói: vô lượng sát kiếp cuối cùng sắp đến, ai đi với ta, thức tỉnh rồng to đấy. Các đạo quân đạo tôn lòng mấy động. Thiên Hy thánh nhân do dự nói: nếu con rồng to còn sống thì sẽ là đòn sát thủ cho Đại La Thiên chúng ta. Nhưng thời gian quá lâu, tịch diệt kiếp thú đạo sắp đến, nó có sống tiếp được không còn chưa biết được. Thiên Tôn, ta sẽ đi. Vân Liên nữ đế cười nói: lần trước ta được con rồng to giúp đỡ mới thoát một kiếp được, hãy để ta đánh thức nó cho. Giang Nam gật đầu, sao phủ văn sắc lệnh đưa cho Vân Liên nữ đế. Người dán phủ văn sắc lệnh này vào Ngọa Long tinh vực là được. Trên đường đi phải cẩn thận, rồng to còn sống trên đời, không gặp được đế tôn, vô cực cùng đạo không đâu. Vân Liên nữ đế vâng dạ, cầm phủ văn sắc lệnh rời đi. Hồng đạo nhân do dự nói: phụ thân, e rằng hai thánh địa khác sẽ phái đạo tôn. Giang Nam gật đầu. Hồng đạo nhân nhìn kế đô ma đế, bỗng lắc mình biến thành con chim to, chở kế đô bay ra khỏi nguyên thủy Đại La Thiên biến mất. Vân Liên nữ đế ngồi trong đại lộ bảo liễn, các đại yêu như Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thất Sát Ma Vương bay nhanh. Nơi đại lộ bảo liễn đi qua, trời sao không ngừng mà sụp đổ. Trời sao thời đại tiên đạo bây giờ quá yếu nhược, đã bị hơi thở tịch diệt ăn mòn. Đám người Khổng Thánh đạo nhân vì trốn trong nguyên thủy Đại La Thiên nên không bị tịch diệt ăn mòn, còn giữ sức chiến đấu nhất định. Khí thế nhóm Khổng Thánh đạo nhân phát ra một cái là đè nát trời sao. Vân Liên nữ đế nhìn ngoài cửa sổ thầm thở dài: thời đại tiên đạo thật sự sắp kết thúc sao? Thời không bây giờ quá yếu ớt, thời gian trôi cực nhanh, chớp mắt hơn một năm đã qua đi. Đại lộ bảo liễn cách Ngọa Long tinh vực càng lúc càng gần. Đột nhiên đám người Khổng Thánh đạo nhân thả chậm tốc độ bay. Vân Liên nữ đế vén rèm xe lên nhìn, thấy đằng trước có một gốc linh căn tiên thụ rậm rạp ôm tùm, phủ lên các tinh vực rộng lớn vô ngần. Ngày hôm nay tịch diệt nặng nề, trong vũ trụ vẫn còn một gốc tiên đạo linh căn kinh người như vậy thì đúng là lạ. Vân Liên nữ đế đi ra đại lộ bảo liễn, ánh mắt bất nhẫn: Thiên Linh tỷ tỷ. Vân Liên nữ đế nhỏ giọng nói: Thiên Linh tỷ tỷ, hai chúng ta từng kết bái tỷ muội trong Đại La Thiên, bây giờ đấu sinh tử với nhau hay sao? Gốc tiên đạo linh căn cành lá sum suê liên tục rút nhỏ lại, rất nhanh biến thành cái cây nhỏ ba thước. Một nữ đạo quân vươn tay ra, cây nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đây là Thiên Linh đạo mẫu. Năm xưa Thiên Linh, Vân Liên, Định Quang, Linh Châu Tử, đám nhóc mới sinh ra không lâu cùng Giang Tuyết Tình kết bái huynh đệ tỷ muội trong nguyên thủy Đại La Thiên. Năm người kết bái quyết định cách cục thời đại tiên đạo mấy chục ức năm sau. Trong năm huynh muội thì Định Quang và Linh Châu Tử, Vân Liên và Thiên Linh thân nhất. Định Quang hay cãi lộn với Vân Liên, Thiên Linh, thế nhưng khi đó Vân Liên nữ đế hay giúp Thiên Linh đạo mẫu. Liên Nhi muội muội, thái nhất phụ thân của ta kêu ta đến giết muội, lệnh của phụ thân ta buộc lòng phải ra tay. Thiên Linh đạo mẫu luôn điềm tĩnh như vậy, trong điềm tĩnh có lanh lợi. Muội muội bình thường hay giúp đỡ ta, khi Định Quang tấn công muội sẽ ngăn đỡ giúp ta, còn kêu Linh Châu đại tỷ đến giúp ta bắt Định Quang lại đánh đòn, ta luôn nhớ kỹ mấy chuyện này. Vân Liên nữ đế khẽ thở dài:
Nếu thiên linh tỷ tỷ còn nghĩ tình cũ thì xin hãy lui xuống đi, đừng ngăn cản ta. Không thể nào, bây giờ tỷ muội chúng ta ở trận doanh khác nhau, chỉ có một người sống tiếp thôi. Đành than tiếc tạo hóa chiêu người, muốn tỷ muội chúng ta chỉ có một người sống sót như vậy. Thiên linh đạo mẫu nghiêm túc nói: Liên nhi muội muội, ngươi và ta đều là đạo quân, hiểu rõ tất cả. Chỉ có tịch diệt kiếp này là không ngộ ra, không thấu được. Muội nên biết tình nghĩa huynh muội, tỷ muội chỉ là câu nói đùa khi còn nhỏ thôi. Tình nghĩa không thể trói buộc đạo tâm của chúng ta được. Hôm nay tỷ muội ta chỉ có một người còn sống rời đi. Ta hy vọng Liên nhi muội muội đừng giữ sức mình, đừng bị tình cảm che đi đạo tâm. Vân Liên nữ đế nghiêm túc lấy ngũ sắc thất tâm liên ra, nói với đám khổng thánh đạo nhân: Các ngươi lùi xuống đi ngọn long tinh vực trước đi. Trận chiến này là của ta và tỷ tỷ, các ngươi không được xen vào, cũng không nhúng tay vào được. Đám người khổng thánh đạo nhân khom lưng vâng dạ, điều khiển đại lộ bảo liễn bay đi ngọn long tinh vực. Vân Liên nữ đế ngăn thiên linh đạo mẫu lại, không để cho nàng đuổi giết đám khổng thánh đạo nhân. Vân Liên nữ đế nói: Nếu thiên linh tỷ tỷ đã nói như vậy thì tiểu muội cung kính không bằng tân mệnh. Ta cũng hy vọng tỷ tỷ đừng nương tay. Nếu tỷ tỷ nương tay mà chết ở trong tay của ta thì tiểu muội sẽ dài dứt cả đời. Thiên linh đạo mẫu vui vẻ nói: Thật không uống cho tỷ muội chúng ta quen biết nhau. Hai nữ nhân cùng buông tiếng thở dài: Chỉ trách tạo hóa trêu người. Vân Liên nữ đế, thiên linh đạo mẫu cùng bay lên, tiên đạo linh căn và ngũ sắc thất tâm liên tỏa sáng rực rỡ, đụng mạnh vào nhau. Thiên linh đạo mẫu quát lớn, hai nữ nhân lần lượt lướt qua nhau. Một pháp bảo bay ra khỏi trán thiên linh đạo mẫu là đế tôn ấn của Thái Nhất đạo tôn. Đế tôn ấn đập vào Vân Liên nữ đế, trán Vân Liên nữ đế bay ra một lá cờ to, đón gió biến lớn, mặt cờ như đao chém đầu thiên linh đạo mẫu. Tiên đạo linh căn trong tay thiên linh đạo mẫu tỏa sáng rực rỡ, rễ cây múa may, nhánh quấn quanh nghênh đón cờ to chém xuống, vô số rễ cành bị chặt đứt. Càng một tiếng, lá cờ chém vào tiên thụ, cắm sâu vào thân cây, gần như chém đứt đôi. Lá cờ to là Vân Liên nữ đế lấy từ nguyên thủy đại la thiên tinh phẩm trong tiên thiên linh bảo, uy lực cực kỳ hung mãnh. Một kích của nó gần như phá hỏng pháp bảo bản mệnh của thiên linh đạo mẫu. Đế tôn ấn cũng đập xuống, ngũ sắc thất tâm liên trong tay Vân Liên nữ đế tỏa sáng chói lòa, hoa sen nở rộ. Đế tôn ấn chấn cánh hoa tàn, trong khoảnh khắc cánh hoa năm màu bay đầy trời, chỉ còn lại đài sen, thế nhưng suýt bị đế tôn ấn phá hủy. Đế tôn ấn nằm trong 10 chí bảo tiên đạo Thái Nhất Thiên Quân thu hoạch được, tên là Đế Tôn Ấn. Bên trong chứa công pháp của tiên đế Diệp Lân cùng tiên tôn Thanh Liên. Thái Nhất bao gồm sở trường của tiên đế cùng tiên tôn, gã được pháp bảo này như hổ mọc thêm cánh. Hiện giờ Thái Nhất đạo tôn đã tu thành Tam Nguyên Thái Nhất, Đế Tôn Ấn bị luyện đến đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Thái Nhất đạo tôn ban pháp bảo này cho thiên linh đạo mẫu để nàng giết Vân Liên nữ đế. Đế Tôn Ấn công kích gần như đánh dụng ngũ sắc thất tâm liên mà Vân Liên nữ đế bỏ tâm huyết cả đời ra luyện chế. Hai nữ nhân rất kiêu dũng quát lớn, tiên đạo linh căn bị lá cờ chém cành rễ bay đầy trời, lá như kiếm, cành như cục gạch, nhánh như rồng chém hướng Vân Liên nữ đế. Cánh hoa ngũ sắc thất tâm liên bay bay, cánh hoa như đao quang năm sắc tụ tập thành dòng lũ chém hướng thiên linh đạo mẫu. Xoẹt 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 xoẹt, tiếng vang khẽ khàng thế nhưng dai dẳng. Hai nữ nhân cùng bị thương, cơ thể thủng lỗ chỗ, người đẫm máu, áo quần rách tứ tung. Vân Liên nữ đế lộ vai ngực, tay cầm cờ to, lá cờ bay quét qua không trung, quét sạch cành lá cây. Quần áo thiên linh đạo mẫu cũng rách dưới, lộ ra cặp chân trắng dài. Nàng vận chuyển đế tôn ấn rung trên cao, chấn vỡ các cánh hoa. Thiên linh đạo mẫu khẽ thở dài, ta thật sự không muốn giết Liên nhi muội muội. Thiên linh đạo mẫu bay tới gần, trong đế tôn ấn phân thân tiên đế, phân thân tiên tôn của Thái Nhất đạo tôn bay ra công kích Vân Liên nữ đế. Hai phân thân đạo tôn này người nào cũng không thua gì Vân Liên nữ đế. Hai phân thân cùng ra tay đè lá cờ, đánh nát ngũ sắc thất tâm liên trong tay kia của Vân Liên nữ đế. Cũng trong lúc này, bên trong không trung, Hồng đạo nhân bỗng nhiên khựng lại. Kế đô ma đế bay khỏi lưng Hồng đạo nhân, bay nhanh như chớp hướng ma khí cuồn cuộn.
Kế Đô Ma Đế hét lớn: "La Hầu La!" Hỗn Nguyên Tam Thiên Sắt Đạo Đồ tăng vọt treo trên đầu gã, 3000 sắt kiếm hiện ra trong trận đồ, ma khí bị chặn lại, hiện ra thân thể La Hầu La Ma Tổ. Hai ma tổ sắt khí đằng đằng nhìn nhau. Kế Đô Ma Đế trầm giọng nói: "La Hầu La, ngươi trở về đi, Thiên Tôn vẫn còn nhớ ngươi. Miễn ngươi quay lại Đại La Thiên thì Thiên Tôn sẽ bỏ qua chuyện cũ cho ngươi." La Hầu La Ma Tổ cười to, lắc đầu nói: "Ta không phải nhi tử ruột của hắn, trở về Đại La Thiên làm gì? Ngược lại, dựa vào cái gì ngươi là nhi tử ruột của hắn, còn ta thì không phải?" Kế Đô Ma Đế lắc đầu nói: "Thiên Tôn đối xử với ngươi và ta có gì khác nhau đấy? Thiên Tôn xem ngươi là nhi tử ruột, cho ta cái gì thì ngươi cũng có cái đó. Đôi khi cho ngươi còn tốt hơn cả chúng ta. Ngươi phản bội ra khỏi Đại La Thiên, bây giờ định giết Vân Liên, ngươi có thấy xấu hổ trong lòng hay không? Nếu ngươi theo ta trở về, Thiên Tôn vẫn sẽ đối xử với ngươi như trước kia." La Hầu La Ma Tổ động lòng, thế nhưng rồi gã lắc đầu: "Kế Đô, ta không trở về được nữa rồi. Đạo Không là tổ phụ của ta, Linh Nữ là mẫu thân ruột của ta, Trung Thiên là huynh đệ của ta, đám cổ thần là thân nhân, là bằng hữu của ta. Nếu ta theo ngươi trở về là bất nhân bất nghĩa. Hôm nay ta phụng mệnh đến giết Vân Liên, nếu ngươi ngăn ta thì đành chiến đấu sinh tử với ngươi vậy." Kế Đô Ma Đế nhìn La Hầu La Ma Tổ thật lâu, một giọt lệ tràn ra khóe mắt. Kế Đô Ma Đế nhoẻn miệng cười nói: "Cho đến nay ta luôn coi ngươi là ca ca ruột, không ngờ lại có ngày huynh đệ tàn sát nhau như vậy. Tạo hóa trêu ngươi, buộc ta và ngươi đối lập với nhau. Vậy thì đến đây đi." La Hầu La Ma Tổ cũng lộ ra vẻ bất nhẫn, thở dài: "Thật ra ngươi và ta chỉ là con rối trong sát kiếp này. Huynh đệ à, mời, mời." Lúc bấy giờ, Hồng Đạo Nhân khép cánh, lắc người từ Phượng Hoàng chín đầu biến thành thần nhân đỉnh thiên lập địa, đứng trong không trung. Chân Phượng, cánh Phượng chín đầu, bàn cổ thập nhị thiên luân chuyển động sau gáy. Vô số ngôi sao trong trời sao di chuyển theo thiên luân, rất là khủng bố. Thùng thùng thùng, các cây cột từ trên trời giáng xuống bên cạnh Hồng Đạo Nhân là 12 cây hoa biểu Hồng Đạo Nhân có được trong Đại La Thiên. Hồng Đạo Nhân như gặp đại địch, cảnh giác nhìn ở đằng trước, trầm giọng hỏi: "Là Cản Nguyên Bá Phụ sao?" Đằng trước Hồng Mông chi khí lượn lờ, Cản Nguyên Đạo Tôn bước ra từ Hồng Mông. Hồng Mông chi khí hóa thành Hồng Mông kim phiên lơ lửng. Cản Nguyên Đạo Tôn cười hỏi: "Hồng Đạo Nhân còn gọi ta là Bá Phụ hay sao?" Hồng Đạo Nhân không người nói: "Bá Phụ là bằng hữu cũ của phụ thân ta. Năm xưa Bá Phụ gây dựng tiên triều, đệ nhất nhân tiên giới, gọi là Càn Nguyên Tiên Đế. Vì cùng phụ thân ta bảo vệ đám Tiểu Điệt và đám Kế Đô La Hầu La, Bá Phụ và phụ thân tự biến mình thành bia ngắm, hấp dẫn các đạo quân chuyển thế nhằm vào, để năm tiên tổ ma tổ chúng ta trưởng thành. Nhóm Tiểu Điệt có ngày hôm nay toàn nhờ công Bá Phụ." Càn Nguyên Đạo Tôn nhớ chuyện cũ thở dài: "Phụ thân ngươi cống hiến nhiều hơn ta. Đa số đạo quân chuyển thế công kích do một mình hắn ngăn lại, còn ta thì ở trong bên cạnh phất cờ cổ vũ thôi." Hồng Đạo Nhân nghiêm túc nói: "Phụ thân ta lo cho nhi tử ruột nên đương nhiên sẽ dốc hết sức rồi. Còn Bá Phụ không liên quan gì mà vẫn hết sức trợ giúp, Chiết Nghi rất cảm kích cả." Càn Nguyên Đạo Tôn lắc đầu cười: "Năm xưa ta chỉ muốn làm tiên đế cho vui, cũng phụng mệnh sư phụ bảo vệ năm đạo tổ tiên đạo, nên đương nhiên dốc hết sức bảo vệ các người. Người đừng để trong lòng, cứ hết sức đánh với ta. Sư phụ phái ta đến là để cắt đứt quan hệ nhân quả với Đại La Thiên, khiến Vân Liên chết trong tay thiên linh, tránh cho thức tỉnh con rồng hoang kia, để Đại La Thiên các người lại thêm một đạo tôn cường đại." Hồng Đạo Nhân mỉm cười nói: "Bá Phụ, thật ra ta cũng có mục tiêu ngăn Bá Phụ lại, để cho Vân Liên giết thiên linh. Nếu hai ta chung một mục đích như vậy thì mời Bá Phụ." Càn Nguyên Đạo Tôn co người lại, duỗi thẳng, chộp hư không, thiên địa ầm vang, cây cột trời đỉnh thiên lập địa thông hướng Đại La Thiên trong tiên giới rung lên bần bật,
núi non phập phồng, đá núi lăn lộ ra, cây cột vàng rực rỡ. Tại giảng đạo nhai, đinh thiên nguyên thung rốt cuộc cũng tái hiện thế gian. Cây đinh thiên nguyên thung này là đế và tôn luyện ra, vốn là pháp bảo Giang Nam sử dụng. Sau này đại la thiên hình thành, Giang Nam khét bỏ đinh thiên nguyên thung là pháp bảo của đế và tôn, sợ bị pháp bảo khống chế. Giang Nam ném đinh thiên nguyên thung ra khỏi đại la thiên, nó đáp xuống đất liền, biến thành một ngọn núi hùng vĩ nhất trên đời, thẳng lên đại la thiên. Vô số ngôi sao tinh hệ quay quanh ngọn núi, các đạo quân đạo tôn chuyển chư thiên của mình đến gần ngọn núi. Vân Liên Thiên Triều cũng xây dựng dựa vào núi này. Giờ bề mặt núi rơi xuống, hiện ra bộ mặt thật của đinh thiên nguyên thung. Đinh thiên nguyên thung thấm nhuần đại đạo, thời đại tiên đạo, chứng kiến lịch sử thời đại tiên đạo hưng thịnh rồi lại tụt dốc, bất giác tiến hóa thành tiên thiên linh bảo. Càn Nguyên đạo tôn quát lớn, vươn tay chộp cây gậy nằm trong tay, khí thế tiên đế năm xưa như ánh sáng rực rỡ khuếch tán chói mắt. Càn Nguyên đạo tôn hét lên: "Hiền điết mây!" Hồng đạo nhân biểu tình trầm trọng, bàn cổ thập nhị thiên luân xoay nhanh sau đầu, 12 cây hoa biểu phóng lên cao rơi vào thiên luân. Càn Nguyên đạo tôn tu luyện Mang Ngục Huyền Thai Kinh, tài học hỗn tạp lại được truyền thừa từ Vô Cực Thiên Tôn. Càn Nguyên đạo tôn tu luyện đại đạo nhân quả trong tiên đạo, lĩnh ngộ ra tiên đạo nhân quả tiên thiên, một trong các cường giả mạnh nhất dưới tay đế và tôn. Danh tiếng Càn Nguyên đạo tôn không vang dội như Thái Nhất đạo tôn, thế nhưng thực lực thì không thua gì Thái Nhất. Hồng đạo nhân phải dốc hết sức ra. "Càn Nguyên bá phụ, có dám vào bàn cổ thập nhị hồng mông đại trận của ta hay không?" Bàn cổ thập nhị thiên luân đáp xuống, hồng đạo nhân dung nhập vào đại trận rồi biến mất. 12 hoa biểu mênh mang, trên hoa biểu đứng các ma thần, trông như hồng đạo nhân, thế nhưng ý cảnh khác nhau, đại biểu 12 loại tiên thiên đạo cảnh khác biệt. Mỗi loại tiên thiên đạo cảnh có thể tu luyện đến cảnh giới đạo tôn. Tiên thiên đạo cảnh có chia cao thấp, đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo cảnh bình thường thì đã vượt qua đạo quân khác, có thể tu thành tiên thiên pháp bảo, có thể vượt qua tịch diệt kiếp thời đại chú đạo, ma đạo. Trong các thời đại viễn cổ, đạo quân nào lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo cảnh bình thường đã là rất hiếm hoi, như Long Phượng Sừng Lân vậy. Thời đại tiên đạo là đại thời đại, vâng chịu khí vận thời đại, 3000 đại đạo chứng đạo quân, đa số đạo quân trong thời đại tiên đạo nhờ đó đều có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo cảnh. Nhưng trình độ tiên thiên đạo cảnh cao, tức là đạo tôn, có thể luyện thành tiên thiên linh bảo. Trong thời đại tiên đạo, ít ai làm được một bước này, nhưng trong đạo quân chuyển thế có hơn một nửa thành công. Khổ Hạnh Thiên Tôn, năm tổ tiên đạo, đám người Ngọc Kinh, Huyền Đô, Cản Nguyên, Thái Nhất cũng có thể. Các sinh linh biến ra từ pháp bảo, linh bảo khai thiên như Long Ngạn, Vân Liên, Thiên Linh, Trung Thiên, Đinh Linh Đạo Mẫu cũng có hy vọng làm được. Người như Giang Tuyết Tình được khí vận tích lũy 100.000 đức năm trong vô nhân khu cũng làm được. Đạo quân còn lại hiếm ai có hy vọng vào cảnh giới đạo tôn. Hiện giờ Hồng đạo nhân lấy Hồng Mông Tiên Thiên nội ẩn 12 loại tiên thiên đạo cảnh, mỗi loại đều là đẳng cấp đạo tôn, cộng thêm hoa biểu trong 12 đại la thiên. Mỗi hoa biểu chứa một loại tiên thiên đạo cảnh, cộng lại là 24 loại, tính trong Hồng Mông Tiên Thiên. Thực lực của Hồng đạo nhân mạnh mẽ biết mấy. Mắt Càn Nguyên đạo tôn lộ ra tia e dè, gã gầm lên, quần áo rách toác. Sau lưng Càn Nguyên đạo tôn mọc ra một cái đuôi vàng chói, tay cầm đinh thiên nguyên thung xông vào đại trận. Càn Nguyên đạo tôn lên tiếng khen ngợi: "Không uống là đạo tổ xếp thứ nhất trong tiên đạo, thực lực của ngươi còn hơn cả vạn vật, là người có thực lực, tư chất vấn đỉnh thiên tôn. Nếu tiên đạo không suy sụp, không chừng bây giờ người đã là thiên tôn rồi." Đại trận được khởi động, 12 hồng đạo nhân trên 12 cây hoa biểu nhảy lên. Các hồng đạo nhân chộp hoa biểu trong tay, cánh chim che trời bay tới bay lui đánh Càn Nguyên đạo tôn. 12 hồng đạo nhân mỗi người đều rất mạnh, do tiên thiên linh quang biến thành, thế công như sấm chớp mưa rào, rất dày đặc. Cơ thể của Càn Nguyên đạo tôn cũng biến to, cây đinh thiên nguyên thung quét tới quét lui, cái đuôi sau lưng biến thành vũ khí, hồng bông kim phiêm trên đầu bay bành bồng. Càn Nguyên đạo tôn tu luyện đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn cũng được tuyệt học pháp thân đạo quả hợp nhất, cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Càn Nguyên đạo tôn luyện thành huyền đài, trong huyền đài chứa đạo lý vô cùng,
huyền đài bày ra lơ lửng trên đầu Cần Nguyên Đạo Tôn như một người cỡ nhỏ, gia cố các pháp bảo. Có một loại tiên thiên đạo cảnh bay ra khỏi huyền đài, không thua kém gì bàn cổ thập nhị hồng mông đại trận của Hồng Đạo Nhân, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Hồng Đạo Nhân quát lớn: "Bá phụ, đắc tội rồi." 12 Hồng Đạo Nhân bay lên, 9 Hồng Đạo Nhân dung hợp thành một, biến thành một thần nhân 9 đầu. Còn lại 3 Hồng Đạo Nhân đứng ở trên đầu, các cánh tay cầm hoa biểu, gầm giống, xông hướng Càn Nguyên Đạo Tôn. 9 Hồng Đạo Nhân hợp nhất, 9 đạo nhân biến thành một thể, hợp 24 loại tiên thiên đạo cảnh là một, luyện vào Hồng Mông Tiên Thiên, thực lực liền tăng vọt. Hồng Mông Tam Thánh trên đầu Hồng Đạo Nhân có tác dụng phòng ngự, bây giờ cũng lao lên, thật như thần nhân khai thiên tích địa, mạnh mẽ và bạo liệt. Càn Nguyên Đạo Tôn gầm giống, cơ thể chứng lớn, huyền đài trên đầu Càn Nguyên Đạo Tôn nhập vào trán, gã gào thét xông lên. Âm âm âm. Hai bóng người va chạm, hoa biểu, đinh thiên nguyên thung đánh trời sụp đất nứt. Hồng Mông Kim Phiên hóa thành Hồng Mông chi khí, cuốn tinh vực và trời sao. Đinh thiên nguyên thung to lớn, đâm thủng thiên địa, hai đầu hoa biểu như lưỡi dao. Hồng Đạo Nhân cùng Càn Nguyên Đạo Tôn dốc hết sức mình ra, đột nhiên vang lên một tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Hai cơ thể to lớn tách ra, một trái một phải rơi xuống. Hồng Đạo Nhân cùng Càn Nguyên Đạo Tôn đứng vững, nhìn đối phương chằm chằm. Người của Hồng Đạo Nhân cùng Càn Nguyên Đạo Tôn đẫm máu, đã bị thương nặng. Tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ sợ. Xem ra, ngươi học được rất nhiều từ phụ thân của mình. Càn Nguyên Đạo Tôn vui mừng nói: "Hai câu này là khúc dạo đầu của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cũng là quy tắc chung. Phụ thân của ngươi được đến tinh túy còn hơn cả ta. Hắn không sợ hãi, không tôn, không sợ đế và tôn, nên hắn đi xa hơn. Ta thì không làm được điều này." Hồng Đạo Nhân gật đầu nói: "Mấy năm trước ta nhận được Ma Ngục Huyền Thai Kinh dẫn dắt, thu hoạch nhiều ích lợi." Hồng Đạo Nhân lộ ra vẻ khâm phục nói: "Càn Nguyên bá phụ có thể khai sáng ra công pháp như vậy, phụ thân của ta rất khâm phục. Thế nhưng từ giây phút phụ thân lĩnh ngộ Nguyên Thủy Đại Đạo thì bắt đầu bài trừ Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Khi phụ thân ở giai đoạn thần linh đã bước ra con đường của mình, về sau không ngừng hoàn thiện Nguyên Thủy Đại Đạo. Bá phụ, bây giờ Vân Liên và Thiên Linh đã chia thắng thua sinh tử, hai chúng ta cũng không có lý do gì tiếp tục chiến đấu nữa, có phải không?" Càn Nguyên Đạo Tôn lòng mấy động, thần thức quét qua, thấy tình huống bên Vân Liên Nữ Đế và Thiên Linh Đạo Mẫu. Thiên Linh Đạo Mẫu sử dụng Đế Tôn Ấn, mà Thái Nhất Đạo Tôn lại giấu hai phân thân trong Đế Tôn Ấn bay ra, làm cho Vân Liên Nữ Đế rơi vào tuyệt cảnh. Thái Nhất Đạo Tôn giấu hai phân thân của mình trong Đế Tôn Ấn, tuy hơi chê bẩn, thậm chí phải bảo là nham hiểm, là tồi tệ, nhưng hai quân đánh nhau không chết không ngừng, Càn Nguyên Đạo Tôn không tiện phê phán Thái Nhất Đạo Tôn. "Vân Liên sắp chết, ngươi và ta đúng là không cần chiến đấu nữa rồi." Càn Nguyên Đạo Tôn xua tan khí thế, Càn Nguyên Đạo Tôn bình thường trở lại, hắn buồn bã thở dài nói: "Nếu không có vô lượng sát kiếp, không có tịch diệt kiếp cuối cùng thì tốt biết bao. Ta và phụ thân của ngươi sẽ vẫn là bằng hữu. Ta có thể thường đi Đại La Thiên lén nghe giảng, trộm vài thứ. Đáng tiếc ngày này sẽ không bao giờ đến." "Bá phụ, phụ thân của ta nói vũ trụ sinh diệt chính là quy luật tất nhiên. Thời đại tiên đạo nhìn như không có tịch diệt kiếp, thoạt trông đã thoát khỏi tịch diệt kiếp, thế nhưng làm sao biết được tịch diệt kiếp không phải do người sinh ra đấy. Không chừng tịch diệt kiếp là mượn tay các thiên tôn hủy diệt thời đại tiên đạo. Dù không có vô cực thiên tôn cũng sẽ có tịch diệt đạo nhân, không có tịch diệt đạo nhân thì còn có Thanh Liên thiên tôn. Tóm lại tiên đạo không thể tránh khỏi kiếp này. Hơn nữa..." Hồng Đạo Nhân tạm dừng một lúc tiếp tục nói: "Trận chiến này không phải Vân Liên chết đi mà là Thiên Linh. Tuy Thái Nhất gian xảo, thế nhưng Vân Liên thông minh cảnh giác, chắc sẽ không dùng thủ đoạn bị người ta biết đâu." Hồng Đạo Nhân vừa dứt lời, hai phân thân của Thái Nhất Đạo Tôn vận chuyển toàn bộ uy lực Đế Tôn Ấn. Thái Nhất Đạo Tôn là tồn tại mạnh nhất dưới tay Đế và Tôn, có thể đối kháng với vạn vật Đạo Tổ. Hai phân thân của Thái Nhất dù đặt trong Đạo Tôn khắp thiên hạ cũng là nhân vật lợi hại. Cộng thêm uy lực Đế Tôn Ấn, Thiên Linh Đạo Mẫu ở một bên trợ giúp công kích khủng bố biết mấy. Hiện giờ Vân Liên Nữ Đế chỉ còn lại một lá cờ, nàng làm sao ngăn cản được đây?
Nhưng ngay sau đó có tiếng đạo âm hùng hồn phóng lên cao. Một gốc đế hoàng thụ chậm rãi dâng lên sau lưng Vân Liên nữ đế. Đây là cây ngộ đạo của Giang Nam. Vị Nguyên Thủy Thiên Tôn lĩnh ngộ hình thức ban đầu của Nguyên Thủy Đại Đạo bên dưới gốc cây, chuyển nó vào Đại La Thiên tế luyện. Sau này Vân Liên nữ đế mượn cây đi. Gốc thần thụ này chấn áp khí vận Vân Liên tiên triều mấy ức năm, khiến tịch diệt kiếp không thể xâm nhập cương vực bao la, giữ cho khí vận tiên triều không mất, là thần vật đẳng cấp tiên thiên chí bảo. Năm xưa Vân Liên tiên triều chuyển vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, đế hoàng thụ cũng trở về Đại La Thiên. Vân Liên nữ đế có duyên với thần thụ, mỗi lần nàng đi là sẽ mang nó theo bên người. Thần vật như vậy vừa xuất hiện liền đóng đinh đế tôn ấn. Vân Liên nữ đế quát lớn, đế hoàng thụ quét qua, hai phân thân Thái Nhất Đạo Tôn nổ tung, đế tôn ấn nứt dạn. Đế hoàng thụ lại quét một cái, nhánh rễ bay múa trói Thiên Linh Đạo Mẫu lại. Thiên Linh tỷ tỷ, ngươi và ta là tỷ muội kết bái, ta sẽ không giết tỷ tỷ. Trong mắt Vân Liên nữ đế tràn ngập sát khí, rồi dần dần trong trẻo lại. Vân Liên nữ đế dịu giọng, tỷ tỷ theo ta đi Đại La Thiên, huynh đệ tỷ muội chúng ta vẫn là người một nhà. Thiên Linh Đạo Mẫu bật cười, ngươi cảm thấy nghĩa phụ Thái Nhất của ta sẽ để cho ta bị ngươi bắt sao? Đối địch với hắn hay sao? Vẻ mặt Thiên Linh Đạo Mẫu quyết tuyệt, nhẹ giọng nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta rơi vào tay phe địch, nên để lại cấm chế trong đạo quả của ta. Thiên Linh Đạo Mẫu nổ thành mấy mảnh, đạo quả trong cơ thể nổ tung. Thái Nhất Đạo Tôn để lại cấm chế trong đạo quả, tiêu trừ thần hồn, chu sát nguyên thần của Thiên Linh Đạo Mẫu. Không, Thiên Linh tỷ tỷ. Máu của Thiên Linh Đạo Mẫu dính đầy mặt Vân Liên nữ đế. Nàng đứng sững sờ tại chỗ. Thật lâu sau, Vân Liên nữ đế quỳ gối dưới đất gào khóc, khóc ròng rã. Vân Liên tiên triều, sát kiếp tàn nhẫn thế này khi nào mới chấm dứt đây? Vân Liên nữ đế đờ đẫn đứng dậy rời đi, nhỏ giọng nói, bây giờ thiên địa sắp diệt, khai thiên khí vận, công đức của chúng ta đã trôi mất rồi. Tỷ tỷ chở ta đi, không biết khi nào ta sẽ đi gặp tỷ tỷ đây. Ở phương xa, Hồng Đạo Nhân nhíu chặt mày, Càn Nguyên Đạo Tôn cũng nhíu mày. Hai người, một người suy đoán Thiên Linh Đạo Mẫu sẽ giết Vân Liên, một người đoán Vân Liên nữ đế sẽ giết Thiên Linh Đạo Mẫu. Thế nhưng không ngờ là kết cuộc này. Càn Nguyên Đạo Tôn lắc đầu nói, không ngờ, thật không ngờ. Càn Nguyên Đạo Tôn thở dài bay xa, Thái Nhất sư huynh, người quá tuyệt tình, không để lại chút cơ hội sống nào cho nghĩa nữ của mình. Hồng Đạo Nhân thở ra, cũng lắc người rời đi. Sát kiếp hiểm ác như vậy, thật là không thể nương tính.